Ngài Bộ trưởng Ngoại giao John Kerry. Chính bởi những người cựu chiến binh của chúng ta đã cho chúng ta thấy con đường đi và người dân của chúng ta đã cảm thấy rất phấn khích để tiếp tục mưu cầu hòa bình. Con người, nhân dân của hai nước chúng ta trở nên gần gũi nhau hơn. Các hoạt động thương mại của chúng ta ngày càng tăng lên. Rồi các sinh viên, các học giả chúng ta cùng nghiên cứu với nhau. Chúng tôi đã đón nhiều sinh viên Việt Nam hơn bất kỳ các nước nào khác ở châu Á. Và rất nhiều khách du lịch đã đến thăm Việt Nam. Rất nhiều người đã đến thăm 36 phố phường cổ của Hà Nội, các cửa hàng ở Hội An, ở cố đô Huế. Và như người Việt và người Mỹ đều có thể nói và thuộc lời bài hát của Văn Cao. Từ nay ta biết quê người, từ nay người biết thương người, từ nay người biết quê người và từ nay người biết thương người. Với vai trò là tổng thống, tôi muốn tiếp tục những sự tiến bộ này của quan hệ hai nước và với quan hệ đối tác toàn diện của chúng ta ngày càng gần gũi hơn. Chúng ta đang ngày càng hợp tác và mục tiêu của tôi trong chuyến thăm này là chúng tôi mong muốn xây dựng một nền tảng vững chắc hơn nữa cho quan hệ của chúng ta trong nhiều thập kỷ tới đây. Tôi nghĩ rằng câu chuyện lịch sử lâu dài của quan hệ chúng ta bắt đầu từ Thomas Jefferson. Bây giờ chúng ta đã mất rất nhiều năm, nhiều nỗ lực từ cả hai phía để hàn gắn quan hệ. Chúng tôi muốn nói một điều mà chúng tôi không thể tưởng tượng được trước đây, tức là ngày hôm nay hai nước chúng ta đã trở thành bạn bè, trở thành đối tác với nhau. Tôi tin tưởng rằng từ những kinh nghiệm, từ những bài học của chúng ta trong chiến tranh sẽ là bài học cho cả thế giới. Có những cuộc xung đột tưởng như không thể kết thúc, không thể giải quyết được, vì quan hệ của chúng ta đã cho thấy chúng ta có thể tạo ra sự thay đổi, chúng ta sẽ có tương lai tốt đẹp hơn và chúng ta sẽ thể hiện quyết tâm của chúng ta để xây dựng hòa bình và hòa bình lúc nào cũng tốt đẹp hơn chiến tranh. Những sự tiến bộ của con người, giá trị, chân giá trị của con người cần được thúc đẩy chứ không phải là chiến tranh hay là xung đột. Đây là một điều mà cả Việt Nam và Hoa Kỳ đã chỉ ra cho thế giới thấy. Chúng ta cũng thấy một điều có tính nguyên tắc là Việt Nam là một quốc gia, là một nước có chủ quyền độc lập. Không có một quốc gia nào khác có thể áp đặt lên ý chí của người dân Việt Nam và chính sự độc lập chủ quyền của Việt Nam do người dân Việt Nam quyết định. Và Hoa Kỳ rất quan tâm đến Việt Nam, chúng tôi quan tâm đến sự thành công của đất nước Việt Nam. Tôi muốn nói như vậy bởi vì chúng tôi muốn ưu tiên cho mối quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam. Và tôi không còn nhiều thời gian nữa trong nhiệm kỳ của mình, và tôi mong muốn là trong nhiệm kỳ của tôi sẽ đóng góp nhiều hơn cho quan hệ. Chúng ta cần phải hợp tác với nhau nhiều hơn để tạo ra và đem lại sự thịnh vượng và những cơ hội thực sự cho người dân của chúng ta. Tôi hiểu những giá trị mới của nền kinh tế toàn cầu trong thế kỷ 21. Trong thế kỷ này, nền kinh tế sẽ phát triển và phát triển ở các nước có pháp quyền và có một hành lang pháp lý đúng đắn. Để tôi nghĩ rằng là cái quyền đi học của con người rất là quan trọng và nền giáo dục, phát triển nền giáo dục rất quan trọng. Và nền kinh tế trí thức sẽ đổ vào các quốc gia và đầu tư và ưu tiên cho giáo dục. Do vậy, bên cạnh việc phát triển kinh tế, hợp tác kinh tế, tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải đầu tư vào nguồn lực con người. Đó là những kỹ năng đào tạo và nuôi dưỡng những con người có tài năng bên cạnh việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, cho dù người đó sống ở làng quê hay là đô thị. Thì đây là những cái lĩnh vực thế mạnh của Hoa Kỳ có thể hợp tác với Việt Nam. Như tôi đã thông báo với các bạn ngày hôm qua, đội Hòa Bình sẽ đến Việt Nam để dạy tiếng Anh cho người Việt Nam. Như vậy là cái thế hệ trước của người Mỹ đến đây để chiến đấu, nhưng thế hệ sau của người Mỹ đã đến đây để đóng góp cho sự phát triển của xã hội Việt Nam và làm sâu sắc hơn tình hữu nghị với người Việt Nam. Some of America's leading technology companies. Rất nhiều và một số các công ty hàng đầu về công nghệ của Hoa Kỳ, các đại học có danh tiếng của Hoa Kỳ đã đến Việt Nam tăng cường hợp tác đào tạo về các lĩnh vực khoa học công nghệ, toán học, y tế, vân vân. Bởi vì khi chúng tôi muốn chào đón nhiều công dân của Việt Nam sang Mỹ và thanh niên Việt Nam sang Mỹ, thì chúng tôi cũng mong muốn ngay tại Việt Nam, thế hệ trẻ Việt Nam sẽ được hưởng những giá trị giáo dục tốt hơn. Do vậy tôi rất vui mừng thông báo với các bạn là trong mùa thu năm nay thì trường đại học Fulbright của Mỹ sẽ được mở tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trường đại học phi lợi nhuận và đây là một
trường đại học với chất lượng cao sẽ cung cấp nhiều học bổng cho sinh viên Việt Nam và đóng góp cho hợp tác giáo dục giữa hai nước. Các sinh viên, học giả, nhà nghiên cứu của hai nước sẽ tập trung vào lĩnh vực chính sách công, quản trị doanh nghiệp, hợp tác trong các lĩnh vực về máy tính, các lĩnh vực ví dụ như từ thơ của Nguyễn Du, triết học của Phan Chu Trinh đến lĩnh vực toán của giáo sư Ngô Bảo Châu sẽ được thúc đẩy hợp tác hơn nữa. Chúng tôi mong muốn sẽ kết nối những doanh nghiệp trẻ của cả Việt Nam và Mỹ. Chúng tôi tin rằng nếu chúng ta có thể tiếp cận với kỹ năng, công nghệ và nguồn vốn mà Việt Nam cần thì sẽ không có gì trở ngại đối với người Việt Nam. Chúng tôi mong muốn khuyến khích cả những người phụ nữ Việt Nam, những người rất có tài năng để đảm bảo bình đẳng giới ở Việt Nam. Từ thời đại Hai Bà Trưng đến thời đại ngày nay, chúng ta đã thấy người phụ nữ Việt Nam luôn mạnh mẽ, luôn tự cường và giúp cho đất nước Việt Nam tiến lên phía trước. Chúng ta cũng thấy giá trị đó là giá trị chung. Khi chúng ta có một gia đình tốt, chúng ta có sự đóng góp của người phụ nữ và người phụ nữ được đi học và có một vị trí xứng đáng ở trường học, trong chính phủ và trong giới lãnh đạo thì chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, và điều này luôn đúng kể cả ở Mỹ và Việt Nam. Và chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam để khai phá hết những tiềm năng giữa quan hệ hai nước, đặc biệt là thông qua TPP. Đây là hiệp định xuyên Thái Bình Dương sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam bán được nhiều sản phẩm, xuất khẩu được nhiều hơn và thu hút đầu tư nhiều hơn. TPP tất nhiên sẽ yêu cầu phải có những nhiều cải thiện để bảo hộ người lao động dù là sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ cho Việt Nam để Việt Nam có thể thực thi được những cam kết của mình. Tôi biết được rằng với tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ, tôi ủng hộ rất là mạnh mẽ TPP, bởi vì bản thân tôi cũng điều này cũng sẽ giúp cho Việt Nam nhập khẩu được nhiều các sản phẩm hàng hóa của Mỹ, và điều này cũng sẽ giúp cho Việt Nam không phải hoàn toàn phụ thuộc vào thương mại với một quốc gia nào duy nhất mà có thể mở rộng cái thị trường của mình, trong đó có Hoa Kỳ. Và TPP cũng sẽ giúp thúc đẩy hợp tác vùng, giúp các bạn giải quyết được vấn đề về bất bình đẳng kinh tế, thúc đẩy nhân quyền, giúp cho người lao động có được điều kiện lao động an toàn hơn, có lương cao hơn. Và ở đây, Việt Nam các bạn sẽ có thể tổ chức, người lao động sẽ tổ chức được nghiệp đoàn và ngăn cấm được, bảo vệ được trẻ em không bị lao động cưỡng bức, và thúc đẩy bảo vệ môi trường, thúc đẩy việc chống tham nhũng hơn bất kỳ cái hiệp định nào khác trong lịch sử. Đây là một cái tương lai, một hy vọng mà TPP sẽ mang lại cho tất cả chúng ta, cho Việt Nam và tất cả những nước thành viên của TPP. Tất cả đều phải tuân thủ những cái cam kết, những quy định mà TPP đã đặt ra. Đây chính là tương lai cho tất cả chúng ta. Và tất cả chúng ta phải cùng nỗ lực để đảm bảo sự thịnh vượng và an ninh. Và điều này, chúng ta có thể hợp tác với nhau trong việc đảm bảo an ninh chung. Trong chuyến thăm lần này của tôi, hai bên cũng đã nhất trí xây dựng niềm tin, xây dựng lòng tin. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp đào tạo và thiết bị cho cảnh sát biển Việt Nam, nâng cao năng lực về bảo vệ hàng hải, cũng như là cứu trợ nhân đạo trong thảm họa thiên tai. Ngày hôm qua, tôi đã tuyên bố Mỹ sẽ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam, và nhờ đó Việt Nam sẽ có thể có được những vũ khí cần thiết để đảm bảo an ninh cho Việt Nam. Và chúng tôi mong muốn là điều này sẽ thể hiện được rõ là Hoa Kỳ mong muốn bình thường hóa hoàn toàn quan hệ với Việt Nam. Và nói rộng hơn, thế kỷ 20 đã dạy cho tất cả chúng ta, Hoa Kỳ và Việt Nam, một trật tự quốc tế mà an ninh chung của chúng ta phụ thuộc lẫn nhau. Chúng ta cần phải xây dựng được những thông lệ chung. Tất cả quốc gia đều là quốc gia có chủ quyền, và dù lớn hay nhỏ thì chủ quyền cần phải được tôn trọng và toàn vẹn lãnh thổ phải được đảm bảo. Các nước lớn không được phép bắt nạt các nước nhỏ hơn. Và các tranh chấp cần phải được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình. Và các cơ chế vùng như là ASEAN, thượng đỉnh Đông Á cần phải tiếp tục được củng cố và làm mạnh mẽ hơn. Đây là niềm tin của tôi, đây là niềm tin của Hoa Kỳ. Và chúng tôi hướng tới một mối quan hệ đối tác như vậy. Và đây là chúng tôi, tinh thần chúng tôi thúc đẩy. Và đây cũng là điều
Tôi đã tuyên bố khi tôi đến thăm Lào vào năm nay. Tại Biển Đông thì dù chúng tôi không phải là một cái bên tranh chấp, tuy nhiên chúng tôi sẽ sát cánh cùng các đối tác của chúng tôi thúc đẩy cái tự do hàng hải, tự do hàng không và thương mại, tự do thương mại, và mọi tranh chấp phải được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình. Và khi chúng ta cùng sát cánh với nhau, và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cử tàu và cử máy bay đến những vùng biển mà luật pháp quốc tế cho phép. Và khi chúng ta hợp tác chặt chẽ với nhau trong những lĩnh vực mà tôi vừa nêu, thì quan hệ đối tác của chúng ta sẽ bao gồm một vấn đề nữa, đó là giải quyết những khác biệt giữa hai chính phủ, trong đó các lĩnh vực về nhân quyền. Tôi nói điều này, tôi muốn nói rằng không đất quốc gia nào hoàn hảo. Sau hai thế kỷ chúng tôi lập nước, chúng tôi vẫn đang phải cố gắng để đạt được những cái tư lý tưởng mà chúng tôi đã đề ra khi chúng tôi lập quốc. Ví dụ như là bất bình đẳng về kinh tế ngày càng gia tăng, rồi là định kiến về mặt trung tâm trong nền tư pháp và hình sự. Và tất nhiên chúng tôi cũng nhận những sự phê bình, ngày nào tôi cũng nghe nhận được những lời phê bình, tôi và chính phủ của tôi. Tuy nhiên chính những lời chỉ trích và phê bình đó, việc tranh luận cởi mở công khai và chúng ta nhìn nhận được sự chưa hoàn hảo của chúng ta, và cái việc cho mọi người có được cái quyền đưa ra những lời phê phán, thì chính là điều đã giúp nước Mỹ thịnh vượng hơn. Hoa Kỳ không muốn áp đặt lên bất kỳ nước nào trong đó có Việt Nam. Khi chúng tôi nói rằng các giá trị Hoa Kỳ, mà chúng tôi nói đây là những cái giá trị phổ quát được nêu trong Hiến pháp Việt Nam, đó là người dân có quyền được bày tỏ, quyền tự do ngôn luận của mình, tiếp cận thông tin, lập hội. Đây là những điều mà đã được nêu rõ trong Hiến pháp Việt Nam. So really this is an issue about như vậy đây all là vấn đề each country mà tất cả chúng ta trying to consistently apply these principles chúng đang nỗ lực để mà making sure that we those of us in government các cái nguyên tắc cơ bản này để mà being true to these ideals để đảm bảo rằng in recent years, Vietnam has made some progress. Phấn đấu về những lý tưởng. Vietnam's committed to bringing its Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ. Chủ Việt Nam đã đạt được những tiến bộ về cải cách lập pháp, luật pháp. Dù như thế là công khai hơn về mặt ngân sách, rồi là cái tiếp cận thông tin cũng được tăng cường nhiều hơn. Ultimately, the future of Vietnam will be decided by the people of Vietnam. Every country will chart its own path. Người Việt Nam, chính người dân Việt Nam sẽ quyết định tương lai của người Việt, người dân của dân tộc Việt Nam. But as a friend of Vietnam, allow me to share my view. Why I believe. Tôi xin chia sẻ một số điểm theo quan điểm của mình. When there's freedom of expression and freedom of speech, when people can share ideas and access the internet and social media. Chúng ta có thể là chia sẻ các ý tưởng và tiếp cận hơn nữa mạng internet, mạng xã hội, thì nó giúp cho cái tính sáng tạo của con người và nền kinh tế cần phải có để mà phát triển. Facebook đã khởi nghiệp như vậy, với cái ý tưởng như vậy. Và các công ty, một số công ty lớn khác cũng đã làm như vậy. Ý tưởng có thể được đưa ra và được chia sẻ. Và tự do báo chí cũng cần phải được tăng cường để đảm bảo cái hệ thống của chúng ta đã hoạt động. Và trong một cái cuộc bầu cử tự do thì người dân sẽ lựa chọn được những người lãnh đạo dẫn dắt cho họ. Mọi người sẽ có quyền được bày tỏ
sự nhân ái và chúng ta cần phải tăng cường hơn nữa.